Xin được chuyển tới quý vị những thông tin cập nhật về tình hình diễn biến dịch COVID-19 trong nước ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tính từ 18 giờ ngày 2 tháng 4 đến 6 giờ ngày 3 tháng 4, không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 là 2.620 ca. Tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Số người hiện được cách ly và theo dõi sức khỏe 27.478 ca.